Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em môn địa lý lớp 6, bài số 9, sẽ kết nối tri thức với cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, nếu có thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay bài số 9 mình sẽ học xác định phương hướng ngoài thực tế nha. Như học xong bài này em sẽ xác định được phương hướng ngoài thực tế dựa vào la bàn hoặc là quan sát các hiện tượng tự nhiên. Trong cuộc sống là nhiều khi con người dơ vào những tình huống hết sức là khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do bị mất phương hướng. Đó là khi mình sẽ đi lạc vào trong rừng, đúng không? Lên đến giữa đại dương hoặc là lạc lối vào một vùng đất xa lạ. Khi đó xác định phương hướng ngoài thực tế là một kỹ năng cần thiết để chúng ta có thể vượt qua nguy hiểm. Như vậy là để xác định phương hướng mình có thường người ta sử dụng một chiến là bàn, đúng không? Như vậy là có nhiều cách để xác định phương hướng, không thường chỉ cần xác định được một trong bốn hướng chính Bắc, Nam, Đông, Tây, từ đó ta sẽ suy ra các hướng còn lại, đúng không? Như vậy là để xác định được các hướng, nếu mà mình có la bàn thì tốt, còn nếu không có la bàn thì mình có thể dựa vào mặt trời mọc cũng được. Mình nhớ là mặt trời mọc sẽ là hướng đông, đúng không? Thì phía mình sẽ đứng hướng về phía mặt trời mọc chính là hướng đông. Thì phía sau lưng sẽ là hướng Tây, bên trái sẽ là hướng Bắc và bên phải sẽ là hướng Nam, đúng không? Đó là một cách mình xác định phương hướng nếu mà không có la bàn. Giờ số một nhỏ mà sao xác định phương hướng bằng la bàn. Giờ mà sao về cấu tạo của la bàn. Như vậy là một la bàn sẽ có những bộ phận cơ bản như là kim 500. Cái kim được làm bằng 500 nha. Làm bằng kim loại có tự tính, thường có dạng là hình khôi. Đầu kim Bắc và đầu kim Nam sẽ có màu khác nhau để phân biệt. Đầu kim Bắc thường có màu đậm hơn và người ta thường để chữ N có nghĩa là hướng Bắc. Và có thể là có vòng chia độ. Chính vòng chia độ sẽ có ghi 4 hướng chính và các số độ từ 0 độ tới 360 độ. Hướng Bắc chính là hướng 0 độ hay là 360 độ. Hướng Nam là 180 độ. Hướng Đông là 90 độ và hướng Bắc, hướng Tây sẽ là 270 độ, đúng không? Như vậy là cấu tạo của la bàn gồm có kim 500 và cái vòng chia độ nha. Và hướng Bắc thì sẽ là 0 độ hoặc là hiểu 360 độ cũng được. Hướng Nam sẽ là hướng ngược lại, chính là 180 độ, đúng không? Như vậy bên phải sẽ là bên phải sẽ là hướng Đông và bên trái sẽ là hướng Tây, đúng không? Tiếp theo mình sẽ học về cách sử dụng la bàn nha. Như vậy là khi sử dụng la bàn, càng chú ý là đặt la bàn khăn bàn trên mặt phẳng, có nghĩa là sẽ để mặt có nó song song với mặt đất nha. Tránh xa các hoạt bằng kim loại có thể ảnh hưởng đến kim 500. Mình sẽ cho mở chút hẻm cho kim chuyển động. Đến khi kim đứng yên thì ta đã xác định được hướng Bắc và hướng Nam, đúng không? Từ đó mình sẽ xác định các phương hướng còn lại. Dựa vào số độ trên mặt la bàn, người ta có thể xác định được độ lệch hướng của đối tượng địa lý so với hướng Bắc. Ngày nay là trên các điện thoại thông minh đều tích hợp ứng dụng la bàn. Khi mở ứng dụng la bàn trên điện thoại thì mình sẽ xác định được phương hướng tương tự như là trên la bàn cầm tay không, đúng không? Như vậy là hình bên trái chính là hình la bàn cầm tay. Thì mình thấy là N này chính là hướng Bắc nha, S là hướng Nam, đúng không? Giờ nếu mà mình sử dụng điện thoại thông minh thì nó sẽ để chính xác là cái hướng này. Hướng này, hướng chỉ lên này là chính là 65 Đông Bắc, hướng Đông Bắc 65 độ Đông Bắc. Đúng không? Nếu mình có điện thoại thông minh thì mình có thể cài ứng dụng này để mình xác định hướng của nhà mình là hướng này, đúng không? Nếu mà hướng nhà của mình mà là hướng đông thì mình thấy là mặt trời mọc, thì ban ngày thì ánh sáng sẽ chiếu dội vào nhà mình, đó là hướng đông. Còn nếu ban ngày mà mình thấy là không có ánh sáng chiếu qua, ánh sáng nắng chiếu vào, đúng không, thì có nghĩa là không phải là hướng đông.
Giờ tiếp theo là sử dụng la bàn trong lớp học, mà xác định hướng của lớp và hướng cổng trường. Như vậy là cái câu này các em sẽ thực hành ở lớp nha. Giáo viên sẽ cho các em mượn một cái la bàn và các em sẽ xác định xem hướng của lớp mình sẽ hướng nào và hướng cổng trường của mình sẽ hướng nào, đúng không? Giờ tiếp theo là hai nhỏ xác định phương hướng dựa vào quan sát hiện tượng tự nhiên. Dựa vào hướng mặt trời mọc và lặn có thể xác định được phương hướng một cách tương đối chính xác. Mặt trời mọc thì mình nhớ là sẽ mọc về hướng đông và lặn ở hướng tây. Từ đó xác định các hướng còn lại nhé. Giờ ở đây mình sẽ có một câu hỏi là quan sát hình vẽ và mô tả cách xác định phương hướng qua việc quan sát mặt trời mọc. Giờ như vậy là mình sẽ thấy một em bé này đang xác định phương hướng dựa vào mặt trời mọc nhé. Như vậy là bạn này sẽ hướng mặt vào phía mặt trời mọc, chính là hướng đông. Như vậy sau lưng chính là hướng tây, đúng không? Bên phải là hướng nam và bên trái sẽ là hướng bắc. Đúng không? Các em có thể thực hành, đúng không? Vào buổi sáng mình thực hành để mình xác định được là cái hướng đông bắc tây nam và mình có thể được xem nhà mình xem là hướng này. Như mình nhớ là ngoài bốn hướng chính thì mình sẽ có là bốn hướng phụ, đúng không? Như vậy ở giữa của đông và nam chính là đông nam, ở giữa bắc và đông sẽ là đông bắc, ở giữa hướng tây và hướng bắc sẽ là tây bắc, và ở giữa của hướng nam và hướng tây chính là tây nam, đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi này nhé. Như vậy là bạn gái quay về phía mặt trời mọc, vậy hướng trước mặt bạn gái chính là hướng đông, hướng đằng sau bạn gái chính là hướng tây. Giờ hướng bên trái của bạn gái chính là hướng bắc và hướng bên phải của bạn gái chính là hướng nam nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ như vậy là mình sẽ qua tiếp phần em có biết. Giờ như là ở bán cầu Bắc, mình nhớ là Việt Nam sẽ thuộc về ở bán cầu Bắc nha. Vào buổi đêm tối nếu mà tìm thấy sao bắt đầu trên bầu trời thì ta đã tìm được hướng Bắc. Để tìm được sao bắt đầu mình sẽ có thể dựa vào chùm sao Đại Hùng và chùm sao Thiên Hậu nha. Giờ mình sẽ xem ở đây. Đây là hình dáng của các chùm sao Đại Hùng. Còn bên đây là hình dáng của chùm sao Thiên Hậu. Ở đây hình dáng giống như cái vương niệm đấy, thì gọi là chùm sao Thiên Hậu, đúng không? Như vậy là sao Bắc Cực sẽ nằm ở giữa hai chùm sao này, đúng không? Giờ tiếp theo là bằng việc quan sát động thực vật tự nhiên, người xưa đã giúp ra một số kinh nghiệm để xác định phương hướng ngoài thực địa. Ví dụ như là dựa vào hướng chim bay, đối với những đàn chim di cư thì mùa đông sẽ chim bay về hướng nam để tránh rét. Mùa hè thì chim sẽ bay về hướng bắc. Hay mình có thể quan sát qua hướng dương cũng được. Lời qua này khi nở sẽ hướng quay mặt về phía mặt trời. Tuy nhiên những phương pháp này chỉ cho phép ta xác định phương hướng một cách tương đối mà không. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần câu luyện tập và vận dụng nha. Trước hết mình sẽ trả lời câu hỏi số 1. Hãy nêu một số cách xác định phương hướng ngoài thực tế. Như vậy mình thấy là để xác định phương hướng ngoài thực tế thì mình có thể sử dụng la bàn, đúng không? Hoặc là mình có thể sử dụng điện thoại thông minh. Hoặc là mình có thể quan sát chim bay. Có nghĩa là chim di cư vào mùa đông thì chim bay về hướng nam để tránh rét. Còn mùa hè thì sẽ chim bay về hướng bắc. Hoặc là mình có thể xem qua hướng dương, đúng không? Hoặc là xác định các ngôi sao trên bầu trời và ban đêm cũng được. Hoặc là mình có thể sử dụng hướng bóng đổ khi mặt trời, đúng không? Thì ngày xưa người ta chưa có đồng hồ thì người ta có thể sử dụng bóng đổ. Người ta có thể vẽ đồng hồ trên mặt đất và dựa vào bóng đổ để người ta xác định thời gian, đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu số 1 nhé. Như một số cách xác định phương hướng ngoài thực tế thì mình có thể quan sát chim bay, chim di cư mùa đông, chim bay về hướng nam tránh rét.
mùa hè chim bay về hướng bắc. Mình có thể dựa vào quang hướng dương cũng được, đúng không? Mình thấy là quang hướng dương sẽ quay về phía mặt trời mọc, hoặc là mình xác định bằng la bàn, hoặc là xác định bằng các ngôi sao trên trời nếu là ban đêm, hoặc là mình có thể sử dụng hướng 4 độ khi trời nắng nha. Giờ như giờ mình xong câu số 1, mình sẽ quay tiếp câu số 2. Giờ câu số 2 là quan sát mặt trời hoặc sử dụng la bàn. Hãy xác định khi đi từ nhà đến trường, trước tiên em phải đi về hướng nào. Như vậy là ở đây mình sẽ câu này các em thực hành nha. Mình có thể quan sát mặt trời, đúng không? Nếu mình có thể quan sát mặt trời mọc, ví dụ ban buổi sáng các em đi học, thì mình xem mặt trời mọc về hướng nào, thì mình sẽ hướng mặt về phía đó thì chính là hướng đông, đúng không? Thì phía ở sau lưng sẽ là hướng hướng tây, ở bên phải sẽ là hướng nam và bên trái là phía bắc. Thì mình sẽ đi theo hướng nào thì mình sẽ biết liền đi đúng nè. Giờ mình xác định xem hướng từ nhà đến trường của mình, đầu tiên là mình sẽ đi về hướng nào chứ, đúng không? Câu này các em sẽ tự thực hành nha. Giờ sau đó mình sẽ ghi dụng, ví dụ như là các em có hướng đi đầu tiên, ví dụ như nhà em đi đầu đi, trước tiên là mình phải đi theo hướng đông, thì mình sẽ để là trước tiên là em phải đi về hướng đông, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu hỏi số 2 nha. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.